con người luôn phải chịu những tác động từ môi trường và thời tiết bên ngoài ảnh hưởng từ bên ngoài như là thời tiết và môi trường, và biểu hiện rõ nhất là qua da và nhiệt độ cơ thể. Hiện tượng sốt thì mọi người nghĩ là nó là một hiện tượng rất là bình thường, nhưng mà nếu như để sốt quá cao thì nó sẽ gây lại những biến chứng rất là khó lường. Cho nên là bạn hãy trang bị một nhiệt kế đo độ để có thể chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho gia đình của mình. Và trong video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đến từ hãng Xiaomi, đó chính là nhiệt kế hồng ngoại Meteor. Trên tay mình đang là bao bì của sản phẩm, mặt trước là bạn có thể thấy được hình ảnh của nhiệt kế, và mặt sau là những thông số và những cái chức năng chính của nó. Bây giờ mình sẽ mở hộp và khám phá những phần chi tiết phía bên trong. Bên trong hộp bao gồm nhiệt kế thông minh, hai pin tiểu 3A để lắp vào máy và sử dụng, và sách giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn sử dụng. Như các bạn thấy trên tay mình đang là nhiệt kế hồng ngoại Meteor. Thì nhiệt kế này được làm chủ yếu từ vật liệu nhựa ABS và PC, cho nên rất là nhẹ, trọng lượng chỉ là 90g, cầm tay rất là dễ dàng và chắc chắn. Thì thiết kế là bo tròn những cái góc nên nó không gây hại cho người dùng và cực kỳ an toàn. Thì mặt trước là nó có một miếng siêu dán để bảo vệ. Trên miếng siêu này là có hình ảnh hướng dẫn cách đo, thì bạn phải đặt ở trung tâm của trán, nhiệt độ mới chuẩn xác hơn là những vị trí khác. Và một cái nút để đo, mỗi lần mà bạn đo thì chỉ cần nhấn vào nút này một lần. Mặt phía sau là hai cái lỗ đèn hồng ngoại để cảm biến nhiệt độ được chính xác nhất. Ở phía dưới là một ngăn bỏ pin, với thao tác chuột là bạn có thể dễ dàng mở nó ra. Và bây giờ mình sẽ bỏ pin vào và trải nghiệm cái sản phẩm này. Khi mà bạn bỏ pin vào thì cái điều cảm nhận đầu tiên là nó sẽ có cái thao tác rung nhẹ, là bạn biết là máy đã có thể sử dụng được. Thì với hai pin tiểu AA này, bạn có thể sử dụng để đo khoảng 3.000 lần, và nếu mà hết pin thì bạn có thể dễ dàng mua pin khác và thay thế vào. Trên nhiệt kế này thì nó sử dụng màn hình OLED với phông chữ rất là lớn, cho nên người già có thể dễ dàng sử dụng. Thao tác sử dụng rất là dễ dàng, bạn chỉ cần để nhiệt kế cách với da khoảng 3cm và nhấn nút đo nhiệt độ thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ sai số trong 0,1 đến 0,2 độ C trong vòng 1 phút. Với bộ cảm biến Heimann của Đức thì nó cực kỳ nhạy và chính xác. Thì sau đây mình sẽ thao tác đo trực tiếp trên một bạn tình nguyện viên hết sức là dễ thương của công ty mình. Bạn giữ khoảng cách đối với trán là nhỏ hơn 3cm và nhấn vào nút nguồn. Thì nhiệt độ hiển thị bây giờ là 36,9 độ, gần với 37 độ là nhiệt độ cơ thể bình thường của con người. Sau khi mà mình đo xong, đợi cái nhiệt độ biến mất thì mình có thể tiếp tục đo cho người khác nữa. Thì cảm biến nhiệt độ này hoạt động rất là êm, cho nên bạn có thể hoàn toàn đo cho trẻ nhỏ trong lúc ngủ say mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thiết bị này cực kỳ tiện lợi, bạn có thể tự đo cho chính bản thân của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Ngoài cảm biến hồng ngoại, ở phía sau thì nhiệt kế hồng ngoại Meteor này còn được trang bị bộ cảm biến khoảng cách. Khi mà bạn để hơn khoảng cách 3cm thì nó sẽ không nhận tín hiệu và nó có những cái đường gạch này. Vậy là mình đã giới thiệu và hướng dẫn xong cho các bạn về cách sử dụng của nhiệt kế hồng ngoại Xiaomi Meteor. Với những tính năng và công nghệ tiên tiến tích hợp vào trong sản phẩm thì chắc chắn nó sẽ là một trợ thủ đắc lực chăm sóc sức khỏe cho gia đình của bạn. Và hiện tại sản phẩm đang được phân phối tại Chiến Tài Mobile. Nếu bạn quan tâm và muốn trải nghiệm sản phẩm, hãy đến địa chỉ số 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này.